Xin chào tất cả anh em trên toàn quốc nha. Bên em vẫn là Quyết Bắc Giang chuyên động cơ xe máy nha. Hôm nay bên em lại thanh lý lốt mấy con Sirius nha. Là em nhiều hàng quá nên là thôi bán em xả lỗ một chút thì anh em cảm thấy ok được thì anh em mua nhá. Hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em là Quyết Bắc Giang 0364011683 và 0983198883. Cái máy này thì em có mã và giá tiền, các bác cảm thấy ok được con nào thì các bác mua nhá. Các bác nhớ đăng ký kênh nhá, thì sau có video là hay lên thì em có thể giới thiệu tất cả các bác thì các bác có thể xem qua được nhá. Rồi đầu tiên thì bên em bán một con xác máy con Sirius nhá. Nói chung là con này thì nó cũng hạt rẻ thôi, về các bác các bác xem mà có lấy được đồ thì các bác lấy, còn không thì các bác đây em tả qua nhá. Cái này thì côn nó cũng tháo rồi đấy, nói chung là nó cũng tháo rồi nhưng mà ý là nó vẫn còn nguyên bản đồ, thì các bác về là mua được thì con này em bán xác giá 1,5 triệu bao ship cho các bác. Là đây đầu bò ốc đây, con này Sirius nhá. Cái này thì nó cũng tháo mất rồi thì chả biết là chúng nó làm kiểu gì, nhưng mà ý là nó cũng tháo rồi. Giá em bán cho các bác là 1,5 triệu đồng đấy, bao ship thôi. Con này em bớt cho các bác 100,4 triệu nhá. Về các bác cái bộ số số chưa trẻ đâu, số giữa chưa trẻ đấy, các bác mua được thì về các bác trẻ ra nhá. Thì côn kia con này máy vẫn lổ nhá, nếu các bác nào cảm thấy ok được thì mua con này nhá, thì máy vẫn lổ bình thường mà trông máy nó lát thôi. Thì nó theo cho các bác một con IC này, IC này với lại mô bin sườn đấy, IC với con mô bin sườn với con nạp đây đấy, giá 1,4 triệu bao ship nha. Đấy em bán cái giá máy giã xác xe 1,4 triệu đấy, các bác ok được mua con này thì hôm nay là ngày mùng 3, ngày mùng 3 tháng 3 2023 đấy, thì các bác mua được thì các bác cứ nhớ ngày. Con này là mã K. Con này mã K1 nha các bác nha. Đấy, K1 giá 1,4 triệu bao ship mã con Sirius nha. Rồi tiếp theo con thứ hai, hôm nay chủ yếu thì em giới thiệu dòng Sirius nhiều đấy, thì các bác mua được con nào thì em bán rẻ đi. Đấy bớt để cho anh em mua được nhá. Thì con này bên em còn độ 30 con nữa, nó nhiều quá nên là em thanh lý bớt. Ok được con nào mua. Rồi. Con máy tàu hơi 50. Đấy. Về các bác máy này vẫn lổ bình thường nha các bác nhá. Nó theo IC này. IC con nạp mô bin sườn. Nếu về các bác có con xe hơi 50 mà nó bị trẻ con đi nó không để ý là các bác là thường đi ấy, là nó không dầu mỡ gì cả nên là nó hỏng con máy, thì con này em bán đúng cái mức giá là 1,4 triệu đồng cho các bác. Con này hơi 50, máy xe học sinh nhá. Đấy đây, còn các bác nó máy tàu mới nhưng mà ý là nó cũng côn zin điện zin đấy, 100%. Con này chưa ra khói đấy, chưa ra khói mới lại máy vẫn hoạt động tốt nhá. Nên em mua được mức giá rẻ các bác đấy. Con này giá 1,4 triệu, con này là mã K2 nhá, con này mã K2 đây. Cái đầu bò nhá, nó còn khá là zin nha các bác nhá. Đấy thì em lại bán giá là hợp lý cho các bác nhá. K2 giá 1,4 triệu bao ship đấy, là bên em lãi được đúng 100,000 con này đấy. Nói hôm nay là bên em bán giá quá là hợp lý, phù hợp với anh em đấy. Các mã hãng máy có tên là Da Ea Han đấy, máy là liên danh Trung Quốc đấy, tất cả những con ốc đều zin nguyên bản hết của nó nhá. Đấy các bác mua được thì alo cho bên em nhá, để đóm con ngon lành cành đào, để đóm côn kiếc đầy đủ hết nha các bác nhá. Rồi tiếp theo con đây, con này con Sirius đời cao nha các bác nhá. Sirius đời cao này xả lỗ sập sàn đi đấy, lâu lâu bên em xả lỗ sập sàn các bác. Con này mã A01, con này 3,3 triệu nhá. Em bớt cho các bác 200, giá bao ship 3,1 triệu đấy, ghi 3,1 triệu rồi đấy. Đấy 3,1 triệu con này, con này Sirius đời cao IV20 đời 2014 nha các bác nhá.
là con này là zin nguyên bản, cam kết với các bác là zin nguyên bản theo cần đạp cần số và chế hòa khí. Đây, cần đạp cần số chế hòa khí nhá. Mới lại lọc gió đây. Dàn điện thì không có đâu. Nếu các bác có là xe cũ nhá. Xe cũ của các bác mà nó hỏng rồi thì các bác chỉ thay vào là xong thôi, là ok thôi. Máy thì cam kết cho các bác là côn zin này, điện zin này. Vách giữa chưa trẻ. Hơi vẫn còn zin nguyên bản nha các bác nha. Con này là mã A0301 giá 3 triệu 1 nha. Bớt cho các bác 200. A01. Rồi tiếp theo con thứ hai. Đấy. Con này là mã A02. Con này côn zin điện zin giá 3 triệu 8 bớt cho các bác 3 triệu. Bớt còn 2 triệu 8 nhá. Đấy. Giá này là mã bớt rồi. Hả? 3 triệu 3 bớt xuống rồi 3 triệu. À, con này 3 triệu 3 bớt cho các bác còn 3 triệu này. Đấy. Con này 3 triệu nha các bác nhá. A01 3 triệu. Máy zin đét đẹp, đẹp luôn. Đấy. Các bác mua được thì là con này IV23, con này D2014 nhá. Đấy, con này nó máy nó chỉ nó hơi sức sức một tí thôi. Chứ còn tất cả là hàng vẫn còn rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy. Côn zin điện zin. Đấy, cốt máy này các bác này, nhìn này. Nó chạy chắc có tí ti thôi, nó không đáng kể bao nhiêu. Thì cốt máy nhìn máy tốt, máy đẹp hay không, nhìn cốt máy đi nhiều hay ít là cái này nó gần như là nó đi rất là ít nha các bác nhá. Đấy. Đấy, số máy nó vẫn rất là ngọt nha các bác nhá. Rồi. Con này là mã A02. Phụ kiện được kèm theo cần đạp cần số mới để chế hòa khí thôi nha các bác nhá. Mang cá. Đấy, mỗi hôm mà bên em lại lên một loại máy khác nhau để các bác tham khảo nhá. Đây. Con này thì giá của nó là 3.400.000 đồng. 3 triệu. Đấy, 3.4. Trước em bán 3.4. Em giảm sâu. Bớt cho các bác 400.000 đồng con này. Quá sâu rồi. Cần đạp cần số chế hao khí. Đấy, con này thì con này đời cũng khá là ý là cái đầu bò cũng hơi nó sâu bò này, nhưng mà mỗi tội là nó hơi bẩn lên tí thôi. Đấy. Hơi bẩn một tí nhá các bác nhá. Đấy, các bác là mua được con này là mã bao nhiêu? Con này A03. A03, con này thì bên em đang bán là 3.4, bớt cho các bác 400.000 đồng. Bớt 400.000 đồng. Đấy, thì là còn 3 triệu. Đấy, đồng giá 3 triệu nha các bác nhá. Máy cực đẹp luôn. Đấy, quá đẹp luôn. VIP. Quá VIP luôn. Đấy, theo cần đạp cần số nhá. Thế có bác nào mua thì nó nguyên tình trạng như này. Đấy. Tình trạng như này thì các bác cứ mua được con nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. A03 3 triệu nhá. Rồi. Tiếp theo con đời cao. Con đời cao các bác nhá. Đời cao chốt vót máy đẹp. Đây, em bán 4.2 triệu, em bán các bác 4 triệu này. Đấy, con này đời siêu VIP rồi. Con này IV3. Con này đời 2015 này. Đấy, máy này các bác nhìn này. Đấy, đời nào có giá tiền mới. Con này A, con này 603 nhá. Đấy, 603, con này zin đét rồi. Con này giá của nó là 4 triệu 2 em bác, em bán cho các bác bây giờ còn 4 triệu thôi. Con này A603. Đấy. Máy thì đây. Các bác nhìn cái máy biết là ngon, cực ngon. Đấy, con đời 2015. Đây. Đấy, IC con nạp dây điện đầy đủ nha các bác nha. Đấy. Con này máy cực chất luôn. Đấy, thì các bác mua thì cứ liên hệ cho bên em nha. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Sau cái video là hay các bác có thể xem qua nhé. Rồi, tiếp theo con cuối cùng. Cuối cùng Honda này. Cuối cùng của ngày hôm nay. Thế con này là Honda, nó cũng em nhập giá nó cũng rẻ này, hợp lý này. Đấy, về các bác giã xác. Thứ hai là các bác về chạy vẫn ok nhá. Đấy, chạy vẫn ok. Con này thì con zin điện zin. Đấy, con zin điện zin nhưng mà ý là nó chạy cũng nhiều rồi. Chạy cũng nhiều rồi nhá. Đây. Cái này thì nó ý nó cũng chả nhiều lắm đâu, bình thường thôi. Thì cốt máy nó vẫn còn đẹp nhá, côn zin điện zin. Đầu bò chắc là em bán nó cũng mở rồi, nó thay sắc măng thôi. Thì con này thì bên em giờ đang bán cho các bác là bao nhiêu? 2.6 triệu. Chuẩn 2.6 triệu luôn nhá. Tại vì con này em cắt lỗ rồi, trước em bán hơn 3 triệu. Mã A450. A450 nha các bác nhá, em cắt lỗ nhiều rồi, còn 2.6 triệu. Bao ship. Đấy, máy vẫn lỗ hoạt động bình thường. Đấy, các bác mua về là không chỉ với việc chạy cũng được.
hoặc là các bác mua về xé đủ. Nó cũng theo đầy đủ phun dàn điện nhá, cần đạp cần số với lại dây điện IC con nạp đầy đủ và cả lọc gió lại nhá. Đấy, giá quá là hợp lý luôn rồi. Đấy, các bác mua được thì chốt con này là mã A450. Rồi, cái video này em quay đến vậy thôi, thì các bác cầu mua được con nào thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Quên Bắc Giang 0364011683 và 0983198883. Rồi, chào tất cả anh em.